Giới ba la mật, giới không thể có được. Tu nhẫn ba la mật, nhẫn không thể có được. Tu tấn ba la mật, tấn không thể có được. Tu thiền ba la mật, thiền không thể có được. Tu bát nhã ba la mật, bát nhã không thể có được. Tu bốn niệm xứ không thể có được. Cho đến tu 18 pháp không chung, 18 pháp không chung không thể có được. Tu đại từ đại bi, đại từ đại bi không thể có được. Cho đến tu trí nhất thiết chủng không thể có được. Bạch Đức Thế Tôn, như vậy Bồ Tát Ma Ha Tát tu bát nhã ba la mật vì để hồi hướng đến tát bà nhã, cũng vì không sinh tầm cao mạn. Luận nói ra người đều tín thọ là Bồ Tát ấy thường làm cho pháp bất thiện dứt, pháp thiện tăng, đó là thí ba la mật cho đến trí nhất thiết chủng. Người ấy tu tập phước đức trí tuệ nên có đại oai đức. Giả sử có nói dối mà người còn đều tín thọ, huống gì nói thật. Bạn thân kiên cố là người ấy đối với chúng sinh có tâm tử bi sâu xa, huống gì bạn thân đối với ta có ích. Bồ Tát ấy ưa dạy Phật đạo, biết thân miệng vô thường nên không nói lời vô ích. Vì thiện pháp tăng trưởng nên các phiền não sơn nhuế không thể che tâm. Hành giả nghĩ rằng kiết sử tuy khởi lên song nhờ có trí tuệ tư duy nên không dễ không để cho nó che tâm. Kiết sử nếu khởi lên, thời đời nay chẳng lành, đời sau chẳng lành, trở ngại Phật đạo. Giả sử tâm khởi kiết sử thì cũng không khởi khẩu nghiệp. Giả sử khởi khẩu nghiệp thì cũng không khởi thân nghiệp. Giả sử khởi thân nghiệp thì cũng không đi đến đại ác như người phàm phu. Lại, Bồ Tát ấy tuy tùy tiện quê hèn, song nhờ tu thắng pháp nên được ở trong hạng người thắng hơn, ấy là công đức đời nay. Người ấy rất ưa thiện pháp, có thể cầu bốn chánh hành đối với thiện pháp. Hàng nhị thừa không thể đầy đủ bốn chánh hành vì không ưa sâu thiện pháp. Bốn chánh hành là tự mình không sát sinh, từ bi đối với tất cả, rất được tự lợi, cũng không dạy người sát sinh. Từ bi là pháp của các bậc thánh hiền nên thường tán thán. Bồ Tát ấy thường muốn khiến mọi người được vui nên thấy người không sát sanh thì vui mừng ưa thích. Cho đến trí nhất thiết chủng cũng như vậy. Bốn chánh hành trên đã nói rộng, này được nói công đức tổng nhiếp trong sáu ba la mật được quả báo cho chúng sinh cùng hưởng. Bồ Tát chưa vào chánh vị nên các phiền não chưa hết, hoặc có khi khỏi các phiền não san tham vân vân, khi ấy Bồ Tát nên suy nghĩ can gián dụ dẫn tâm mình rằng nếu không bố thí, thời ta mất bốn việc công đức, đó là thân sau sinh vào chỗ bần cùng. Bần cùng nên tự mình không được lợi ích, nên làm sao lợi người. Nếu không lợi người, thời không thể thành tựu chúng sinh, không thể thành tựu chúng sinh, nên cũng không thể tịnh cõi nước Phật. Vì sao? Vì chúng sinh có thanh tịnh thì thế giới mới thanh tịnh. Nếu không đầy đủ các việc như vậy, làm sao được trí nhất thiết chủng? Nói tóm lại, không lấy trí vô sở đắc làm phương tiện thì tùy tu sáu ba la mật bên trong cũng không thể lìa ngã tâm, bên ngoài chấp thủ các tướng rằng ta là người cho, kia là người nhận, đây là Phật cho, do nhân duyên ấy nên không thể đi đến Phật đạo trái với đây, ấy là có phương tiện. Hỏi, ba la mật thế gian chẳng phải là chánh đạo do Phật đem nói trong bát nhã ba la mật? Đáp, đây là cửa ban đầu của hành giả tương tự với chánh đạo, nên trước tu pháp tương tự sau mới được chánh đạo. Hết cuốn 56 theo bản Hán. Cuốn 57 giải thích phẩm Đại Minh thứ 32. Kinh Đại Bát Nhã ghi phần 2 phẩm Túy Đỗ Ba thứ 30. Kinh Ma Ha Bát Nhã ghi phẩm Bảo Tháp Đại Minh. Kinh bấy giờ Phật bảo Thích Đại Hoàn Nhân, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nghe bát nhã ba la mật sâu xa mà thọ trì thân cận đọc tụng nhớ nghĩ đúng, tâm không rời tát bà nhã, gặp khi hai trận giao chiến, thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy tụng bát nhã ba la mật đi vào giữa trận, chọn không mất mạng, đau tên chẳng làm thương tổn. Vì sao? Vì thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy suốt đời tu sáu ba la mật, tự mình trừ đau tên dâm dục, cũng trừ đau tên dâm dục của người khác. Tự mình trừ đau tên xuân nhuế, cũng trừ đau tên xuân nhuế của người khác. Tự mình trừ đau tên ngu si, cũng trừ đau tên ngu si của người khác. Tự mình trừ đau tên tà kiến, cũng trừ đau tên tà kiến của người khác.
Tự mình trừ đao tên triển cấu, cũng trừ đao tên triển cấu của người khác. Tự mình trừ đao tên kiết sử, cũng trừ đao tên kiết sử của người khác. Kiểu thi ca do nhân duyên ấy, nên thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy không bị đao tên làm thương tổn. Lại nữa, kiểu thi ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy nghe Bát Nhã Ba La Mật mà thọ trì thân cận đọc tụng, nhớ nghĩ đúng, tâm không rời Tát Bà Nhã, hoặc lấy thuốc độc xông, hoặc dùng kế độc, hoặc dùng hầm lửa, hoặc dùng nước sâu, hoặc muốn dùng dao giết, hoặc bỏ thuốc độc. Các việc ác như vậy đều không thể làm tổn thương. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật ấy là thần chú đại minh, thần chú vô thượng. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy học thần chú đại minh, thầy tự mình không não thân, cũng không não người, cũng không não cả hai. Vì sao? Vì thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy không chấp có ngã, không chấp có chúng sinh, không chấp có thọ mạng, cho đến kẻ biết kẻ thấy đều không thể có được, không thể có được sắc thọ tưởng hành thức cho đến trí nhất thiết chủng, cũng không thể có được. Vì không thể có được nên không tự não mình, cũng không não người, cũng không não cả hai. Học thần chú đại minh ấy nên được vô thượng chánh đẳng chánh giác, quán tâm chúng sinh, tùy ý thuyết pháp. Vì sao? Vì chư Phật quá khứ học thần chú đại minh ấy nên được vô thượng chánh đẳng chánh giác, chư Phật tương lai học thần chú đại minh ấy sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác, chư Phật hiện tại học thần chú đại minh ấy nên được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lại nữa, kiểu thi ca, đối với Bát Nhã Ba La Mật, nếu có người chỉ viết chép quyển kinh để tại nhà cúng dường, không thọ, không đọc, không tụng, không nói, không nhớ, nghĩ đúng, ở chỗ ấy hoặc người hoặc phi nhân cũng không thể tìm được chỗ thuận tiện để phá. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật ấy được trời Tứ Thiên Vương cho đến trời Akanicha trong 3.000 đại thiên thế giới, và trời Tứ Thiên Vương cho đến trời Akanicha trong 10 phương vô lượng vô số thế giới thủ hộ. Nơi chỗ có Bát Nhã Ba La Mật, chư thiên đều đến cúng dường, cung kính, tôn trọng, tán thán, lễ bái rồi đi. Các thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy chỉ viết chép Bát Nhã Ba La Mật để tại nhà cúng dường, không thọ, không đọc, không tụng, không nói, không nhớ, nghĩ đúng, mà đời nay được công đức như vậy. Thí như hoặc người hoặc súc sinh đi đến dưới cội bồ đề, các bên trong ngoài, giả sử người hoặc kẻ phi nhân đi đến cũng không thể tìm được thuận tiện để phá. Vì sao? Vì chỗ ấy chư Phật quá khứ từng ở nơi đó chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác, chư Phật vị lai, chư Phật hiện tại cũng ở nơi đó chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thành Phật rồi thí cho tất cả chúng sinh sự không sợ không hãi, làm cho vô lượng vô số chúng sinh thọ hưởng phước lạc cõi trời cõi người, cũng làm cho vô lượng vô số chúng sinh được quả Tu Đà Hoàn cho đến được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Do năng lực Bát Nhã Ba La Mật nên ở chỗ ấy được cung kính lễ bái, hương hoa anh lạc, hương hồi hương nước, lọng tràng kỹ nhạo cúng dường. Luận hỏi: hiện có người thọ trì đọc tụng mà vào quân trận bị đao binh làm tổn thương cho đến mất mạng, và lại Phật nói nhân duyên của nghiệp, chẳng phải bay giữa không, lặn dưới biển, không chỗ nào tránh khỏi được. Sao trong đây Phật lại nói người đọc tụng Bát Nhã vào quân trận đao binh không làm thương tổn, cũng không mất mạng? Đáp: có hai thứ nghiệp nhân duyên. Một, quyết chắc phải thọ báo. Hai, không quyết chắc phải thọ báo. Quyết chắc phải thọ báo theo trong kinh Pháp Cú nói kệ như vậy, còn trong đây nói là không quyết chắc phải thọ báo, nên nói đọc tụng Bát Nhã đao binh không làm hại. Thí như người mắc trọng tội đại nghịch phải chết, tuy có sức mạnh, tài bảo cũng không thể cứu khỏi. Có người tội tuy vào sổ chết nhưng lý còn cứu được, dùng thế lực tài vật liền được cứu mạng, không cứu thời chết. Thiện nam tử cũng như vậy, nếu không có tội chắc phải thọ báo, tuy có việc chết đến, trí tâm tụng đọc Bát Nhã Ba La Mật thời được thoát khỏi, nếu không tụng thời không khỏi chết. Thế nên không được nói Bát Nhã Ba La Mật không có thế lực. Lại nữa, thiện nam tử, thiện nữ nhân, nếu xa lìa ác pháp, điều phục tâm mình, phiền não giảm dứt, nhất tâm tin thẳng thiện pháp, không có nghi hối, từ lâu xa lại đây tu tập phước đức trí tuệ, có tâm từ bi đối với tất cả chúng sinh, giáo hóa chúng sinh trừ bỏ ác tâm, thiện nam tử như vậy đao binh không làm tổn thương, mạng không chết yểu. Như Phật tự nói nhân duyên suốt đời tu sáu ba la mật, trừ đao tên ba độc nơi mình và người khác, tu năm ba la mật là phước đức,
Từ Bát Nhã Ba La Mật là trí tuệ. Do rộng tu tập hai việc ấy nên không bị mất mạng giữa chừng thuốc độc, nước lửa vân vân cũng như vậy. Lại nữa, như năng lực chú thuật của thần tiên ngoại đạo còn làm cho vào nước không chìm, vào lửa không cháy, trùng độc không cắn. Huống gì Bát Nhã Ba La Mật là chú thuật cho 10 lực chư Phật làm nhân thành tựu. Hỏi: nói như trên việc ấy tin được, còn trong đây nay nói không thọ trì đọc tụng niệm tưởng Bát Nhã, chỉ có viết chép cúng dường thì làm sao được công đức như vậy? Đáp: người này được công đức cũng đồng như trên. Vì sao? Vì có người trước đã nghe thầy giảng nghĩa Bát Nhã, hết sức ưa vui, nhưng không biết văn tự, xa lìa lời thầy dạy, không thể đọc tụng, mà chỉ mượn tài bảo, thuê người viết chép, tận tâm cúng dường, ý nguyện đồng với người đọc tụng, cho nên cũng được công đức. Người không thể tìm được chỗ thuận tiện là vì được chư thiên thủ hộ, việc ấy khó tin, nên Phật lấy cây bồ đề làm ví dụ. Phật do oai lực Bát Nhã nên ở tại cội bồ đề thành đạo vô thượng, do oai lực của đạo vô thượng nên chỗ ấy vẫn có oai đức, chúng sinh đi vào trong đó các sự ác không tìm được chỗ thuận tiện để phá. Huống gì Bát Nhã Ba La Mật là mẹ của chư Phật, thời thiện nam tử tận tâm cúng dường mà không có công đức. Kinh Thích Đệ Hoàn Nhân bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, thiện nam tử, thiện nữ nhân viết chép Bát Nhã Ba La Mật, dùng hoa hương anh lạc cho đến kỹ nhạc cúng dường. Nếu có người sau khi Phật niết bàn hoặc cúng dường xá lợi, hoặc xây tháp cúng dường, cung kính, tôn trọng, tán thán, dùng hoa hương anh lạc cho đến kỹ nhạc cúng dường, hai việc ấy, việc nào được phước nhiều? Phật bảo Thích Đệ Hoàn Nhân: ta lại hỏi ông, tùy ý ông đáp. Ý ông nghĩ sao? Như Phật được trí nhất thiết chủng và được thân này, từ đâu học đạo mà được trí nhất thiết chủng và được thân này? Thích Đại Hoàn Nhân thưa: Phật từ nơi Bát Nhã Ba La Mật học mà được trí nhất thiết chủng và thân tướng tốt ấy. Phật bảo Thích Đại Hoàn Nhân: như vậy Kiều Thi Ca, từ nơi Bát Nhã Ba La Mật mà học mà được trí nhất thiết chủng. Kiều Thi Ca, không phải do thân này gọi là Phật, chính do được trí nhất thiết chủng nên gọi là Phật. Kiều Thi Ca, trí nhất thiết chủng ấy của Phật từ Bát Nhã Ba La Mật sinh ra, vì vậy nên Kiều Thi Ca, thân Phật ấy là chỗ nương ở của trí nhất thiết chủng. Phật nhân thân ấy được trí nhất thiết chủng, thiện nam tử nên suy nghĩ rằng thân ấy là chỗ nương ở của trí nhất thiết chủng, vì thế nên sau khi ta niết bàn xá lợi nên được cúng dường. Lại nữa, Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân, nếu nghe Bát Nhã Ba La Mật mà viết chép thọ trì thân cận, đọc tụng, nhớ nghĩ đúng, dùng hương hoa anh lạc, hương bột, hương nước, phan lọc, kỹ nhã, cung kính cúng dường, tôn trọng tán thán, thời thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy là đã cúng dường trí nhất thiết chủng. Vì thế nên Kiều Thi Ca, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân chép Bát Nhã Ba La Mật hoặc thọ trì thân cận, đọc tụng, giảng nói, nhớ nghĩ đúng, cúng dường, cung kính, tôn trọng, tán thán, dùng hoa hương anh lạc cho đến kỹ nhạc. Nếu lại có thiện nam tử, thiện nữ nhân sau khi Phật niết bàn cúng dường xá lợi, xây tháp cung kính tôn trọng tán thán, dùng hoa hương cho đến kỹ nhạc, thầy thiện nam tử, thiện nữ nhân viết chép Bát Nhã Ba La Mật thọ trì cúng dường cung kính tôn trọng tán thán, dùng hoa hương anh lạc cho đến kỹ nhạc, người ấy được phước nhiều. Vì sao? Vì từ Bát Nhã Ba La Mật sinh năm Ba La Mật, sinh nội không cho đến vô pháp hữu pháp không, bốn niệm xứ cho đến 18 pháp không chung, hết thảy tam muội, hết thảy thiền định, hết thảy đà la ni đều từ Bát Nhã Ba La Mật sinh. Việc thành tựu chúng sinh tịnh cõi nước Phật đều từ Bát Nhã Ba La Mật sinh. Bồ Tát gia tộc thành tựu, sắc thân thành tựu, vật nuôi sống thành tựu, quyến thuộc thành tựu, đại từ đại bi thành tựu đều từ Bát Nhã Ba La Mật sinh. Dòng lớn sát lợi, dòng lớn bà la môn, đại gia cư sĩ đều từ Bát Nhã Ba La Mật sinh. Trời tứ thiên vương cho đến trời A Ca Ni Tra, Tu Đà Hoàn cho đến A La Hán Bích Chi Phật, các Bồ Tát Ma Ha Tát, chư Phật, trí nhất thiết chủng của chư Phật đều từ Bát Nhã Ba La Mật sinh. Bây giờ Thích Đại Hoàn Nhân bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, người ở cõi Diêm Phủ Đề không cúng dường Bát Nhã Ba La Mật, không cung kính, không tôn trọng, không tán thán vì họ không biết cúng dường được nhiều lợi ích ư? Phật bảo Thích Đại Hoàn Nhân: Kiều Thi Ca, ý ông nghĩ sao? Trong cõi Diêm Phủ Đề được mấy người tin Phật chắc chắn không biến hoại,
Tin Pháp, tin Tăng chắc chắn không biến hoại. Mấy người không nghi Phật, không nghi Pháp, không nghi Tăng, mấy người có tâm quyết liễu với Phật, với Pháp, với Tăng. Thiết Đại Hoản Nhân bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, người Diêm Phù Đề có lòng tin chắc chắn không biến hoại đối với Phật, Pháp, Tăng rất ít, có tâm không nghi quyết liễu đối với Phật, Pháp, Tăng cũng ít. Kiều Thi Ca, ý ông nghĩ sao? Ở cõi Diêm Phù Đề có mấy người tu được 37 phẩm, 3 môn giải thoát, 8 giải thoát, định chín thứ lớp, 4 trí vô ngại, 6 thần thông. Ở cõi Diêm Phù Đề được mấy người dứt ba kiết nên được đạo Tu Đà Hoàn, mấy người dứt ba kiết và mỏng dâm nộ si nên được đạo Tư Đà Hàm, mấy người dứt năm hạ phần kiết nên chứng được đạo A Na Hàm, mấy người dứt năm thượng phần kiết nên chứng được A La Hán. Ở Diêm Phù Đề được mấy người cầu Bích Chi Phật, mấy người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thích Đại Hoản Nhân bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, trong cõi Diêm Phù Đề ít người tu được 37 phẩm cho đến ít người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phật bảo Thích Đại Hoản Nhân: Như vậy, như vậy, Kiều Thi Ca, ít người có lòng tin Phật chắc chắn không biến hoại, có lòng tin Pháp chắc chắn không biến hoại, có lòng tin Tăng chắc chắn không biến hoại. Ít người không nghi Phật, không nghi Pháp, không nghi Tăng. Ít người có tâm quyết liễu đối với Phật, có tâm quyết liễu đối với Pháp, có tâm quyết liễu đối với Tăng. Kiều Thi Ca, cũng ít người tu được 37 phẩm, 3 môn giải thoát, 8 giải thoát, định 9 thứ lớp, 4 trí vô ngại, 6 thần thông. Kiều Thi Ca, cũng ít người dứt ba kiết được Tu Đà Hoàn, dứt ba kiết và mỏng dâm nộ si được Tư Đà Hàm, dứt năm hạ phần kiết được A Na Hàm, dứt năm thượng phần kiết được A La Hán. Ít người cầu Bích Chi Phật, trong đó cũng ít người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Trong các người phát tâm cũng ít người tu Bồ Tát đạo. Vì sao? Vì chúng sinh ấy đời trước không thấy Phật, không nghe Pháp, không cúng dường tỳ kheo tăng, không bố thí, không trì giới, không nhẫn nhục, không tinh tấn, không thiền định, không trí tuệ, không nghe nội không, ngoại không cho đến vô pháp hữu pháp không, cũng không nghe, không tu bốn niệm xứ cho đến 18 pháp không trùng, cũng không nghe, không tu các môn tam muội, môn đà la ni, cũng không nghe, không tu nhất thiết trí, trí nhất thiết chủng. Kiều Thi Ca, do nhân duyên ấy nên biết ít có chúng sinh tin Phật một cách chắc chắn không biến hoại, tin Pháp một cách chắc chắn không biến hoại, tin Tăng một cách chắc chắn không biến hoại, cho đến ít có chúng sinh cầu đạo Bích Chi Phật, trong đó cũng ít có chúng sinh phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Trong số phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, ít có chúng sinh tu Bồ Tát đạo, trong số ấy cũng ít có chúng sinh chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Kiều Thi Ca, ta dùng Phật nhãn thấy ở phương đông vô lượng vô số chúng sinh phát tâm tu tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, tu Bồ Tát đạo. Chúng sinh ấy vì xa lìa được phương tiện bát nhã ba la mật nên chỉ hoặc một hoặc hai người được ở địa vị bất thối, còn phần nhiều rơi vào địa vị thanh văn Bích Chi Phật, phương nam tây bắc bốn góc trên dưới cũng như vậy. Vì vậy, Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ nhân phát tâm cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác nên nghe bát nhã ba la mật, nên thọ trì thân cận đọc tụng giảng nói nhớ nghĩ đúng, thọ trì thân cận đọc tụng giảng nói nhớ nghĩ đúng rồi, nên chép quyển kinh cúng dường, cung kính tôn trọng tán thán, dùng hoa hương anh lạc cho đến kỹ nhạc cúng dường. Đối với các thiện pháp khác thuộc vào bát nhã ba la mật cũng nên nghe thọ trì cho đến nhớ nghĩ đúng. Những gì là các thiện pháp khác? Đó là thí ba la mật, giới ba la mật, nhẫn ba la mật, tấn ba la mật, thiền ba la mật, nội không, ngoại không cho đến vô pháp hữu pháp không, các môn tam huệ, các môn đà la ni, bốn niệm xứ cho đến 18 pháp không chung, đại từ đại bi, vô lượng các thể pháp như vậy đều thuộc vào bát nhã ba la mật, cũng nên nghe thọ trì cho đến nhớ nghĩ đúng. Vì sao? Vì thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy sẽ nghĩ như vậy. Xưa Phật khi làm Bồ Tát tu như vậy, học như vậy, nghĩa là tu học bát nhã ba la mật, thiền ba la mật, tấn ba la mật, nhẫn ba la mật, giới ba la mật, thí ba la mật, nội không cho đến vô pháp hữu pháp không, các môn tam muội, các môn đà la ni, bốn niệm xứ cho đến 18 pháp không chung, đại từ đại bi. Vô lượng Phật pháp như vậy chúng ta cũng nên tu học. Vì sao? Vì bát nhã ba la mật là pháp chúng ta tôn quý, thiền ba la mật cho đến vô lượng các thiện pháp khác cũng là pháp chúng ta tôn quý.
Đó là pháp ấn của chư Phật, pháp ấn của các vị chư Phật A-la-hán, A-na-hàm, Tư-đà-hàm, Tu-đà-hoàn. Chư Phật học bát nhã ba la mật ấy cho đến trí nhất thiết chủ mà được đến bờ kia. Các vị chư Phật A-la-hán, A-na-hàm, Tư-đà-hàm, Tu-đà-hoàn cũng học bát nhã ba la mật ấy cho đến trí nhất thiết chủ nên được đến bờ kia. Vì vậy Kiều Thi Ca hoặc Phật tại thế hoặc Phật niết bàn rồi, thiện nam tử, thiện nữ nhân nên nương dựa bát nhã ba la mật, thiền ba la mật, tấn ba la mật, nhẫn ba la mật, giới ba la mật, thí ba la mật cho đến cũng nương tựa trí nhất thiết chủ. Vì sao? Vì bát nhã ba la mật cho đến trí nhất thiết chủ là chỗ nương dựa của Thanh Văn Bích Chi Phật, Bồ Tát Mahatát cho đến thế gian trời người Atula. Luận hỏi: Phật đã nhiều cách tán thán công đức bát nhã này, Thích Đề Hoàn Nhân, cớ sao đem sát lợi của Phật so sánh với công đức bát nhã nhiều ít? Đáp: Người tín căn nhiều ưa cúng dường xá lợi, người tuệ căn nhiều ưa đọc tụng kinh pháp. Thế nên hỏi: Có người chép kinh cúng dường, có người cúng dường xá lợi, bên nào công đức nhiều? Nghĩa hoa hương anh lạc như trước đã nói, ý ông nghĩ sao? Là trong bốn cách hỏi đáp, đây là đáp bằng cách hỏi lại. Thế nên Phật liền hỏi lại Thích Đại Hoàn Nhân: Hoặc có người cúng dường xá lợi được phước đức nhiều, hoặc có người cúng dường bát nhã ba la mật được phước đức nhiều, là tùy theo lòng người, Phật không thể đáp nhất định, cho nên hỏi lại. Từ trong bát nhã ba la mật sinh năm ba la mật, là trong phẩm sau Phật tự nói, không có phương tiện trí tuệ mà bố thí hồi hướng thì không gọi là thí ba la mật. 18 không tức là trí tuệ làm nhân duyên sinh bốn niệm xứ cho đến trí nhất thiết chủ, tùy chẳng phải tất cả đều là trí tuệ, mà vì đồng tánh nên lấy trí tuệ làm chủ. Thế nên nói từ trí tuệ sinh, nhà tu bát nhã ba la mật được thật tướng các pháp, nên thông đạt bố thí, chỉ giới vân vân. Nếu không được thật tướng bát nhã thì không thể thông đạt bố thí chỉ giới. Vì sao? Vì nếu hết thảy đều không, thời không có tội, không có phước, cần gì phải bố thí chỉ giới? Nếu là thật tướng các pháp, thời không nên từ nhân duyên sinh vì trước đã có. Nếu chúng sinh là thường, thời thí như hư không, cũng không có ai chết. Nếu vô thường, thời thần thức theo thân diệt, cũng không có tội phước đời sau. Nếu không có chúng sinh, thời đâu có tội giết, như vậy cũng không có giới không sát sinh, vân vân. Nếu được bát nhã ba la mật thật tướng ấy, thời không rơi vào hai bên có không, dùng lý trung đạo thông đạt bố thí chỉ giới vân vân. Do quả báo của bố thí chỉ giới mà có dòng lớn sát lợi cho đến có chư Phật. Hỏi: Người cõi diêm phù đề phần nhiều tham phước đức lợi lộc, cớ sao không cúng dường bát nhã ba la mật? Đáp: Vì người trí ít nên không biết cúng dường bát nhã, không lỗi. Thí như báu thật người đuôi không biết, vì ở diêm phù đề người ta chỉ tin tam bảo mà còn ít, huống nữa là thực hành. Phật muốn khiến Thích Đại Hoàn Nhân tự nói, cho nên hỏi lại có bao nhiêu người đối với tam bảo có lòng tin không biến hoại. Hỏi: Lòng tin không biến hoại, không nghi, quyết liễu, có gì sai khác? Đáp: Có người nói không có sai khác, vì Phật trang nghiêm nhiều cách nói để khai ngộ lòng người. Có người nói đối với tam bảo có được lòng tin không biến hoại. Sao biết? Vì không nghi ngờ. Sao biết không nghi ngờ? Vì quyết liễu. Hỏi: Không nghi quyết liễu có gì sai khác? Đáp: Đầu tin tam bảo nên ấy là không nghi, trí tuệ rốt ráo nên quyết liễu. Thí như lội nước mới bước vào là không nghi, ra đến bờ kia là quyết liễu. Do lực ba phần thánh giới, giới là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng nên lòng tin không biến hoại. Do lực bốn phần là chánh tư duy, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định không nghi. Do lực phần chánh kiến nên quyết liễu. Lại nữa, trong kiến đế đạo là lòng tin không biến hoại, trong tư duy đạo là không nghi, trong vô học đạo là quyết liễu. Như vậy nhiều cách phân biệt ba việc ấy. Được quả báo gì? Từ 37 phẩm đến 6 thần thông, đó là quả hữu vi. Ba kiết dứt hết cho đến phiền não và tập khí dứt hết, đó là quả vô vi. Được quả báo như vậy. Thích Đại Hoàn Nhân có quả báo sinh ra đã có khả năng biết tâm người khác, cũng từng lấy thiên nhĩ nghe các đạo sài khác. Lại, vì đây là Đại Bồ Tát lợi căn vào tam muội quán tâm chúng sinh,
nên biết được các đạo sai khác, thế nên đáp lại Phật. Người thâm tín ít, người tu đạo hoàn cho đến người mới phát tâm cầu Phật đạo càng ít hơn, càng ít nên không biết cúng dường bát nhã. Vì sao ít? Vì trong sinh tử đời trước không từng nghe danh hiệu Tam Bảo, cho đến không nghe tên Trí Nhất Thiết Chủng. Phật muốn làm chứng việc trên nên nói: ta nay dùng Phật nhãn xem mười phương vô lượng vô số chúng sinh, người phát tâm vô thượng đạo, vì sao lìa lược phương tiện bát nhã, nên chỉ hoặc một hoặc hai người trú địa vị bất thối. Các thiện pháp khác thuộc vào bát nhã ba la mật là chỉ cho các kinh khác như kinh Pháp Hoa, kinh Mật Tích, vân vân. Nghĩa trong 10 bộ kinh đối với bát nhã là các kinh tuy không gọi là kinh bát nhã ba la mật, song nghĩa lý đối với bát nhã ba la mật. Hỏi: làm sao tu đạo hoàn cũng học bát nhã ba la mật, cho đến học Trí Nhất Thiết Chủng, đến học Trí Nhất Thiết Chủng được đến bờ kia? Đáp: trong đây 6 ba la mật, 3 môn giải thoát, 37 phẩm, vân vân, cho đến Trí Nhất Thiết Chủng, nó chẳng phải là riêng của Bồ Tát, mà cả ba thừa chung có. Theo phần học kinh Kiều Thi Ca, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân, sau khi Phật Niết Bàn, vì cúng dường Phật nên dựng tháp bể báu cao một do tuần, dùng hương trời, hoa trời, anh lạc trời, hương bột trời, hương nước trời, áo trời, phan lọc trời, kỹ nhạc trời, cúng dường, cung kính, tôn trọng, tán thán. Kiều Thi Ca, ý ông nghĩ sao? Thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy, do nhân duyên đó được phước nhiều chăng? Thích Đại Hòa Nhân thưa: bạch Đức Thế Tôn, rất nhiều, rất nhiều. Phật dạy: không như vậy. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân, nghe bát nhã ba la mật, viết chép thọ trì, thân cận, nhớ, nghĩ đúng, tâm không lìa tát bà nhã, cũng cung kính tôn trọng tán thán, hoặc hoa hương, anh lạc, hương bột, hương nước, phan lọng kỹ nhạc cúng dường thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy phước đức nhiều. Phật dạy: Kiều Thi Ca, không kể bồ tháp bảy báu, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vì cúng dường Phật, sau khi Phật Niết Bàn dựng tháp bảy báu, khắp cõi Diêm Phù Đệ đều các một so tuần cung kính tôn trọng tán thán, hoa hương anh lạc phan lọng kỹ nhạc cúng dường. Này Kiều Thi Ca, ý ông nghĩ sao? Thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy được phước nhiều chăng? Thích Đại Hòa Nhân thưa: bạch Đức Thế Tôn, phước kia rất nhiều. Phật dạy: không như vậy. Thiện nam tử, thiện nữ nhân cúng dường bát nhã ba la mật như trước, phước ấy rất nhiều. Kiều Thi Ca, lại không kể việc dựng tháp bảy báu khắp cõi Diêm Phù Đà, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân vì cúng dường Phật, sau khi Phật Niết Bàn dựng tháp bảy báu khắp bốn châu thiên hạ đều cao một do tuần cúng dường như trước. Kiều Thi Ca, ý ông nghĩ sao? Thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy được phước nhiều chăng? Thích Đại Hòa Nhân thưa: rất nhiều, rất nhiều. Bạch Đức Thế Tôn, Phật dạy: không như vậy. Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân viết chép gìn giữ bát nhã ba la mật, cung kính tôn trọng tán thán, hoa hương cho đến kỹ nhà cúng dường, phước ấy rất nhiều. Kiều Thi Ca, lại không kể việc dựng tháp bảy báu khắp bốn châu thiên hạ, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân vì cúng dường Phật, sau khi Phật Niết Bàn dựng tháp bảy báu khắp tiểu thiên thế giới đều cao một do tuần cúng dường như trước. Kiều Thi Ca, ý ông nghĩ sao? Thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy được phước nhiều chăng? Thích Đại Hòa Nhân thưa: rất nhiều. Phật dạy: không như vậy. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân chép bát nhã ba la mật, thọ trì cung kính tôn trọng tán thán, hoa hương cho đến kỹ nhà cúng dường, phước ấy rất nhiều. Kiều Thi Ca, lại không kể việc dựng tháp bảy báu khắp tiểu thiên thế giới, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân vì cúng dường Phật, sau khi Phật Niết Bàn dựng tháp bảy báu khắp 2000 chung thế giới đều cao một rõ tuần cúng dường như trước, vẫn không bằng cúng dường bát nhã ba la mật, phước ấy rất nhiều. Kiều Thi Ca, lại không kể việc dựng tháp bảy báu khắp 2000 chung thế giới, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân vì cúng dường Phật, sau khi Phật Niết Bàn dựng tháp bảy báu khắp 3000 đại thiên thế giới đều cao một do tuần trọn đời cúng dường hoa trời, hương trời, anh lạc trời cho đến kỹ nhạc trời, ý ông nghĩ sao? Thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy được phước nhiều chăng? Thích Đại Hoàn Nhân thưa: bạch Đức Thế Tôn, rất nhiều, rất nhiều. Phật dạy: không như vậy.
Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân viết chép, giữ gìn bát nhã ba la mật, cung kính, tôn trọng, tán thán, hoa hương cho đến kỹ nhạc cúng dường, phước ấy rất nhiều. Kiều Thi Ca lại không kể việc dựng tháp bể báu khắp 3.000 đại thiên thế giới. Nếu có chúng sinh trong 3.000 đại thiên thế giới, mỗi mỗi chúng sinh vì cúng dường Phật, sau khi Phật Niết Bàn, đều dựng tháp bể báu, cung kính, tôn trọng, tán thán, hoa hương cho đến kỹ nhạc. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân biết chép giữ gìn bát nhã ba la mật cho đến nhớ nghĩ đúng, tâm không lìa tát bà nhã, cũng cung kính, tôn trọng, tán thán, hương hoa anh lạc cho đến kỹ nhạc cúng dường, người ấy được phước đức rất nhiều. Thích Đề Hoàn Nhân bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, như vậy, như vậy. Người ấy cung kính cúng dường, tôn trọng, tán thán bát nhã ba la mật, thời tức là cúng dường Phật quá khứ, vị lai, hiện tại chăng? Bạch Đức Thế Tôn: Nếu chúng sinh nhiều như các sông Hằng trong thế giới mười phương, mỗi mỗi chúng sinh vì cúng dường Phật sau khi Phật Niết Bàn, đều dựng tháp bảy báu cao một do tuần, người ấy hoặc một kiếp hoặc non một kiếp cung kính tôn trọng tán thán hoa hương cho đến kỹ nhạc cúng dường, bạch Đức Thế Tôn, thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy được phước nhiều chăng? Phật dạy: Rất nhiều. Thích Đề Hoàn Nhân thưa: Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân viết chép giữ gìn bát nhã ba la mật cho đến nhớ nghĩ đúng, cũng cung kính tôn trọng tán thán hoa hương cho đến kỹ nhạc cúng dường, phước ấy rất nhiều. Vì sao? Bạch Đức Thế Tôn: Vì tất cả pháp lành đều thuộc vào bát nhã ba la mật, đó là 10 thiện đạo, 4 thiền, 4 tâm vô lượng, 4 định vô sắc, 37 phẩm, 3 môn giải thoát, không vô tướng vô tác, 4 khổ, 4 đế khổ tập diệt đạo, 6 thần thông, 8 giải thoát, định chính thứ lớp, thí ba la mật, giới ba la mật, nhẫn ba la mật, tấn ba la mật, thiền ba la mật, bát nhã ba la mật, nội không cho đến vô pháp hữu pháp không, các môn tam muội, môn đà la ni, Phật 10 lực, 4 điều không sợ, 4 trí vô ngại, đại từ đại bi, 18 pháp không trung, nhất thiết trí, đạo trùng trí, trí nhất thiết trùng. Bạch Đức Thế Tôn: Ấy gọi là pháp ấn của hết thảy chư Phật. Từ trong pháp ấy, hết thảy thanh văn bích chi Phật, chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại học pháp ấy được qua bờ kia. Luận: Bát nhã ba la mật hoặc nghe thọ trì đọc tụng có vô lượng công đức, lại muốn nói nữa nên dùng việc hiện tiền thí dụ chứng minh. Người trông thấy tháp đất cao lớn liền sinh tâm cho rằng vị chủ tháp ấy phước đức rất lớn, huống gì dựng tháp bể báu cao một do tuần. Thế nên Phật lấy tháp để ví dụ. Hỏi: Tháp ấy là thật hay giả? Đáp: Phật muốn khiến người biết phân biệt phước đức nhiều ít nên lấy thí dụ, không nên hỏi nó thật hay giả. Có người nói có thật có giả, như sau khi Phật Ca Diếp Niết Bàn, có quốc vương tên Cát Lê Cật. Lúc ấy người sống 2 vạn tuổi. Quốc vương ấy vì cúng dường xá lợi nên dựng tháp bảy báu cao 50 dặm. Lại đời quá khứ có truyền đơn thánh vương tên là Đức Chủ, trong một ngày dựng 500 tháp cao 50 do tuần. Ở đây nói khắp 3.000 đại thiên thế giới, việc ấy là giả ví dụ. Có người nói đều là thật có, như tiểu quốc vương tùy sức dựng tháp bảy báu, đại quốc vương có thể dựng tháp bảy báu cao một do tuần hoặc quá một do tuần, tiểu chuyển luân vương có thể dựng tháp bảy báu khắp 4 châu thiên hạ, đại chuyển luân vương có thể dựng tháp bảy báu quá 4 châu thiên hạ, phạm thiên vương chủ 3.000 đại thiên thế giới là đệ tử Phật, tâm có thể sinh biến hóa dựng tháp cao đến phạm thiên khắp 3.000 đại thiên thế giới, và có Bồ Tát được môn Đà La Ni, các môn tam muội hành sâu 6 ba la mật, nên sau khi Phật diệt độ có thể dựng tháp bảy báu khắp 3.000 đại thiên thế giới. Khắp là nói nhiều chứ không phải nói giữa đó không dùng xem thứ gì khác. Sao nói mỗi mỗi chúng sinh có nghĩa là thí chủ nhiều nên phước đức nhiều. Trong đây Phật tự nói nhân duyên được phước là 10 thiện đạo cho đến trí nhất thiết chủng đều nhiếp thuộc trong bát nhã ba la mật, hòa hợp với pháp ấy, gọi là bát nhã ba la mật. Trong bát nhã ấy, chỉ xuất sinh Phật còn nên cúng dường, huống gì xuất sinh cả ba thừa, cho đến sự vui trong cõi trời cõi người đều nhận nơi bát nhã ba la mật mà có, lại không cúng dường ư? Xá lợi là pháp vô ký, là chỗ nương tựa của các pháp lành, nên về sau
hay cho người quả báo, Tu Bát Nhã Ba La Mật hiện thời được quả, tương lai được báo.